Sau 6 ngày xảy ra vụ tai nạn thảm khốc liên quan tới hãng xe khách Sao Việt trên địa bàn của tỉnh Lào Cai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai vừa xác nhận mới có thêm một trường hợp nữa bị tử vong. Như vậy, tính đến thời điểm này, số người bị tử vong đã lên tới con số 13 và hiện vẫn còn một nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân trong vụ tai nạn ở Sapa đã tử vong tại nhà riêng vào đêm ngày 5 tháng 9, tên là Nguyễn Ngọc Tân, 27 tuổi, quê ở Lý Nhân, Hà Nam. Nạn nhân Tân bị cây đâm thủng mắt, thấu tới sọ nên bị chết não. Sau khi được bệnh viện giải thích, gia đình đã có nguyện vọng xin cho anh này về nhà vào chiều ngày 4 tháng 9. Trong 7 bệnh nhân bị thương nặng, các bác sĩ Bệnh viện Lào Cai xác định có 4 người phải chuyển về Bệnh viện Trung ương ở Hà Nội do thương tích quá nặng cần được điều trị tốt hơn. Còn bệnh nhân Nguyễn Hữu Thọ, 43 tuổi, quê tại Thanh Ba, Phú Thọ, người lái chiếc xe gặp nạn đã được chuyển về Bệnh viện Việt Đức theo nguyện vọng của gia đình.